Phượng Oanh lên chức CEO, dàn sao Quỳnh búp bê ra sao sau 4 năm lên sóng. Phượng Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương có những thay đổi gì sau thành công của Quỳnh búp bê? Khai thác chủ đề nóng của xã hội như gái làng chơi, xã hội đen là dự án phim truyền hình gây sốt suốt thời gian dài. Bên cạnh nội dung, dàn diễn viên tham gia bộ phim như Phượng Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương, Quỳnh Kun, Doãn Quốc Đam cũng trở thành gương mặt được yêu mến. Kể từ lần đầu tiên bộ phim lên sóng năm 2018, các diễn viên đã có sự thay đổi bất ngờ. Phượng Oanh đảm nhận vai chính Quỳnh búp bê, Phượng Oanh hóa thân vào cô gái trẻ bị lừa bán lên thành phố vào nhà hàng Thiên Thai, địa điểm mua bán dâm trá hình. Từ một cô gái quê ngây thơ, trong sáng, Quỳnh bị ép đi tiếp khách, phải học những chiêu trò để trụ lại nơi mảnh đất đầy cạm bẫy này. Thành công của bộ phim giúp Phượng Oanh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên không để bị đóng khung nhân vật, cô làm mới bản thân khi đảm nhận nhiều vai diễn có cá tính, tâm lý khác nhau trong các dự án phim như Lựa Chọn Số Phận, Hương Vị Tình Thân. Ngoài khả năng diễn xuất tốt, Phượng Oanh còn gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm và từng là chân dài nổi bật trong làng thời trang Việt. Ở tuổi ngoài 30, chiều cao 1,7m, số đo 3 vòng 84-62-92, cô tự tin chinh phục nhiều phong cách thời trang từ cá tính đến nóng bỏng, quyến rũ. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn lấn sân sang kinh doanh và thành lập thương hiệu thời trang riêng, trở thành CEO. Thu Quỳnh. Trong phim, Thu Quỳnh vào vai Mi Sói, người luôn đối đầu với Quỳnh búp bê. Dù chỉ là vai thứ chính, nhưng Thu Quỳnh thôi miên khán giả bởi diễn xuất ấn tượng từ ánh mắt, cử chỉ, cách nói chuyện đến phong cách thời trang đậm chất gái làng chơi. Thành công của nhân vật này cũng khiến nữ diễn viên gặp khó khăn trong việc thoát vai. Sau 4 năm, khán giả vẫn luôn gọi Thu Quỳnh với cái tên Mi Sói thay vì tên thật khiến nữ diễn viên bất ngờ. Sau Mi Sói, Thu Quỳnh lột xác với vai Huệ trong Về Nhà Đi Con, người chị cả với tính cách nhẹ nhàng, điềm đạm và chín chắn. Tiếp đó là vai Thi, cô trợ lý với vẻ ngoài lịch sự nhưng ẩn sâu bên trong là những tính toán khó lường trong Hương Vị Tình Thân. Mới đây, cô chia sẻ một số hình ảnh về dự án phim mới đang khởi quay nhưng chưa tiết lộ nhiều về vai diễn hay nội dung phim. Được đánh giá là diễn viên thực lực nên mỗi vai diễn của cô đều khiến khán giả mong chờ. Về đời tư, Thu Quỳnh trải qua cuộc hôn nhân không suôn sẻ và hiện tại là mẹ đơn thân của một cậu con trai. Cách đây không lâu, cô đã có nhiều chia sẻ về biến cố hôn nhân trong Talk Show Lối Ra. Nữ diễn viên cho biết từng gặp nhiều khó khăn, luôn tự hỏi liệu hành động của mình, quyết định ấy có đúng đắn không, có khiến bố mẹ hai bên tổn thương không. Thế nhưng bước qua bóng tối hôn nhân, cô dần lấy lại cân bằng, sống lạc quan và tích cực hơn. Việc cho con về bên nội và gặp bố là điều hết sức cần thiết vì con của em chắc chắn có bố. Nhiều người hơi tiêu cực, cho rằng bố của Be là người có lỗi trong chuyện kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhiều ý kiến cũng cho rằng cho về gặp bố làm gì khi cháu còn bé thế. Nhưng em bảo, không, Be có bố có mẹ đàng hoàng, bản thân em không chửa hoang. Quyền của đứa trẻ là được nhận đầy đủ tình yêu thương từ bố mẹ và gia đình nội ngoại, kể cả bậc làm bố làm mẹ cũng không có quyền cướp đi quyền được hạnh phúc của con cái. Thanh Hương. Lan Kịch do Thanh Hương đóng cũng là vai diễn để lại ấn tượng với khán giả. Dù là gái làng chơi nhưng Lan có nỗi khổ tâm, không nhiều mưu mô như Mi Sói. Thành công và được khán giả yêu mến, nhưng Thanh Hương từng tiết lộ với truyền thông rằng gặp không ít khó khăn cho vai diễn này, thậm chí bị ám ảnh với cảnh cưỡng bức trong phim. Chính ông xã chứng kiến mọi chuyện nên đã liên tục động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cô. Sau vai diễn này, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác, nhưng không có nhiều đất diễn nên mỗi khi nhắc đến Thanh Hương, người ta vẫn chỉ nhớ đến Lan Cây. Sang đến Mùa Hoa Tìm Lại, số phận của Lệ, Thanh Hương khá giống Lan Cây nhưng diễn xuất của cô được đánh giá cao. Bên cạnh khả năng diễn xuất, nhan sắc của Thanh Hương cũng nhận được nhiều khen ngợi. Chiều cao ấn tượng cùng vóc dáng gợi cảm giúp cô trở thành cái tên đắt sâu quảng cáo, đại diện thương hiệu. Về đời tư, Thanh Hương có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã kín tiếng. Từ trước đến nay, cô luôn né tránh các câu hỏi liên quan đến ông xã doanh nhân hơn 10 tuổi. Lần hiếm hoi kể về chồng, cô không giấu được tự hào ông xã không phải là người đàn ông hoàn hảo nhất, nhưng anh là người hoàn hảo nhất đối với tôi. Hai người như mảnh ghép đang thiếu tìm về với nhau. Tôi có những điểm yếu, anh bù đắp, ngược lại những điều ở anh chưa ổn, tôi có thể bỏ qua được. Tới giờ phút này cũng hơn 10 năm chúng tôi ở với nhau mà vẫn còn yêu nhau, thương nhau, đi làm vẫn còn thấy nhớ nhau thì tôi nghĩ sẽ rất khó để chia lìa đôi lứa.